Ngày này năm xưa, 24 tháng 1, chuyện gì xảy ra trong lịch sử? Năm 41, hoàng đế La Mã Caligula được biết tới với tính lập dị và độc đoán, bị các cận vệ bất mãn sát hại. Cận vệ sau đó tuyên bố chú của Caligula là Claudius trở thành hoàng đế. Năm 1848, James Marshall tìm thấy một viên vàng nhỏ tại California, Hoa Kỳ. Thông tin này đã gây ra cơn sốt vàng California, thu hút rất nhiều người đổ xô đến tìm vàng. Năm 1911, nhân vật vô chính phủ chủ nghĩa người Nhật Bản Kotoku Shusui bị treo cổ vì tội phản nghịch, nay được nhận định là một vụ án quan. Năm 1984, Steve Jobs giới thiệu Macintosh 128K, loại máy tính cá nhân đầu tiên của Macintosh. Năm 1989, phạm nhân người Mỹ Ted Bundy bị xử tử bằng ghế điện vì là thủ phạm sát hại hơn 30 phụ nữ. Năm 2011, một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại sân bay quốc tế Domodedovo tại Nga.